Còn tối nay anh oanh đi tiếp khách nhé. Chúc chị Hà. Không phải Hà lại đâu anh. Mẹ chỉ sợ xong rồi đến tuần sau mình đi học lại chứ sang gọi bảo oanh. Anh oanh ơi, đến bao giờ mình lại đi thực tế tiếp? Ông anh oanh trẻ hợp với những cô gọi là giai trần. Nhìn chung ở trên Mộc Châu này thì là một cái vùng đất khí hậu thổ nhưỡng rất là tốt cho các cái loại hoa mọc. Khí hậu trên này khá mát mẻ, mùa hè thì mát, mùa đông thì không rét. Nếu như chúng ta đi vào đúng mùa hoa vải thì toàn bộ đây, toàn bộ khu vực ở phía trước mắt ở bên phải, bên trái, toàn bộ là đồng hoa vải trắng muốt luôn. Đây cánh đồng lúa là thay bằng cái cánh đồng hoa cải và đây mỗi người là 10.000. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở bên phía đi qua cái cây này bên phía tay phải thì là cánh đồng hoa cải, những hoa cải là hoa cải vàng thì vào đây là tiền cao hơn 15.000. Yêu quá đi chứ còn gì nữa. Mà đặc biệt lại còn buồn mà chui vào đấy không ai thích cái gì để còn yêu nữa. Chỉ sợ lúc đúng lên cái không phải mặc được quần. Ông này. Nó vẫn đang được bảo hộ. Vừa thích lại còn đi ở đây chứ liền. Hỏi lòi ra. Sao mọi người thấy bảo là nhất quyết không nhận là của mình mà làm sao tự dưng thấy nó lạ. Vâng, hai cô gái người Mông đang mặc áo người Kinh đang đi xe đạp điện của thằng Tây. Biển số rất đẹp, DKM. Đúng rồi, có nhiều cái thân nó yếu nhưng nó đeo được những cái thứ rất nặng. Không phải anh em nam giới thì biết có những quả nó rất là nặng. Đây là Happy Land, chúc mừng quay lại anh ạ. Mình đi vào hang Dải Yến trước, sau đó mình sẽ quay về Happy Land. Phía trước mũi xe chúng ta là bữa chiều con chó. Chiều ăn nhiều thứ thế, cả ngựa lẫn chó. Chó ngựa chứ ạ. Ngựa chứ mà. Áo mê con ngựa. Nhìn chung ở đây cái gì cũng sai các anh chị ạ. Vâng, đặc biệt là người ta vẫn nói ở đây là cái mèo một dân số sai người vô cùng. Cái rất sai. Một lứa là cứ ba một lứa. Lứa ba một lứa thì chết. Anh ạ, à, hình như mình đã đi quá mất 7 cây rồi này. Không, anh cứ đi tiếp đi. Mình cứ đi thêm 7 cây nữa, nếu không đến có nghĩa là mình đi nhầm 14 cây. Có sao càng đi càng cảm giác mình sai được. Nhưng dù sai mình vẫn cứ đi chứ anh. Mình phải đi đến tận cuối con đường chứ. Nắm tay chặt chặt, giữ đứng nhau. Cái gì sao đi đường thôi, con đường anh không phải đấy không? Lão với anh vài câu là anh sẽ tát cho lão. Không, ở đây người ta không bao giờ du lịch, chỉ có những thằng điên phải rơi vào đây thôi. Và chúng ta cũng là dạng một người như thế. Giờ thật. Ồ, hay quá. Vâng. Bay rồi ạ. Con chim thì nó phải bay chứ. Đúng rồi. Tức là cách ra nhau để cho các cháu thay đổi. Có lẽ là chúng ta phải dừng lại ở đâu đó để hỏi cho chắc ăn này. Đến hôm đấy, sáng hôm đấy chị ra ra này. Rất nhiều loại hoa. Đấy. Phải nói ở đây, nhân dân ở đây người ta đi lao động một cách hết sức chăm chỉ. Hả? Hát Dải Yến. Dân Mộc Châu ở đây rất là chăm chỉ lao động. Các đồng chí thấy là khi nếu chúng ta về Hà Nội thì chúng ta không biết là người Hà Nội sẽ lao động vào giờ nào, bởi vì giờ nào ngoài đường thấy đông. Nên riêng trên Mộc Châu thì giờ này rất vắng người.
ở đây là chỉ có người ngoài giờ nào đâu. À, vẫn đi thẳng khoảng 20 cây nữa phải không em? Có. À, nửa cây hoặc 500 mét hả? Thế thì thống nhất là anh đi 500 mét trước đi xong mình đi nửa cây sau. Vâng, đây là hoa bướm này, ôi thích không? Người khách đã đứng ra giữa đường để đón chào. Ôi hoa bướm này. Mang cả con cái đẹp ra. Đẹp quá. Mang con cái. Rồi, vâng đấy. Vâng, họ đã đón chào, chúng ta với tay chào các cô. Vâng, chị đã đón chào chúng ta, nụ cười nở rất tươi. Chị đi qua đâu? Đi qua chị rồi. Đấy, ôi, cái cây hoa này là hoa gì nhỉ? Thôi mình cứ gọi là hoa, không phải hoa kèn. Cây hoa kèn, còn kia là hoa loa kèn, nó khác. Thế còn cái cây hoa đỏ bên đường kìa. Cây mày lòi. Ồ, chị đã cái gì? Không phải. Đây mới là cây dâm bụt này. Mày lòi. Mày lòi à? Mọi người đã biết sự tích cây dâm bụt chứ. Nếu không có gì thay đổi thì bên cạnh vừa rồi là gạch. Vâng, và đây là một anh đang đi buôn lậu từ cửa khẩu Lóng Sập đi đây. Mặt anh rất là tươi. Buôn lậu được buôn lậu. Chớt lọt này. Đấy, sắp đến rồi. Anh nhìn thấy cái biển phía trước không? Vâng, nếu anh không biết thì em sẽ đọc cho anh nghe đây. Vẫn chưa đến chỗ mình cần đến. Không phải đâu anh, đi tiếp đi anh. Mình có vào mình nấm thẳng lên. Vâng, nấm thẳng lên Mộc Sơn. Chúng ta cần đến rồi. Có 27 cây nữa là đến cửa khẩu rồi. Đúng rồi, à, cái chỗ đấy mình cách cửa khẩu chỉ khoảng độ mấy cây thôi mà. Nói đùa thế thôi, còn cửa khẩu nó không giống như cửa khẩu mình tưởng tượng đâu. Cửa khẩu đấy, cửa khẩu cổng chính thức này. Cửa khẩu ở đây nó giống như kiểu dựng hai cái barrier xong rồi là làm hai cái chòi. Đây, chúng ta đã đến thác Dãy Yến. Mà đọc ngược lại người ta gọi là thác Yến. Các anh vào đấy mới sợ. Tại sao gọi là thác Dãy Yến? Bởi vì nó chỉ có hai cái dòng nước chảy xuống giống như hai cái yến, người ta gọi là thác Dãy Yến. Cho nên các đồng chí, nếu như ai tưởng tượng thác Dãy Yến nó phải vùng vĩ lắm thì đừng thất vọng nhiều. Còn có một điều lạ là tại sao lại thằng Bia Hơi Hà Nội xuất hiện cái này nó gọi là bài. Đâu à? Bia Hơi Hà Nội. Rồi, các đồng chí xuống xem. Là như